Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SBTN Morning được đài truyền hình SBTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai thứ sáu từ 8 giờ sáng 9 giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ sáu 12 tháng 3 năm 2021. Trước khi vào chương trình, chúng tôi xin nhắc quý vị là ngày hôm qua tôi có thông báo quý vị là đài truyền hình SBTN tham gia một chương trình của FedEx và có kêu gọi quý vị vào ký tên để ủng hộ. Thì hôm qua tôi đã hướng dẫn quý vị rồi, mong tất cả quý vị khán giả SBTN ủng hộ đài vào cái trang web đó của FedEx để mà chúng tôi có tham gia cuộc thi để ủng hộ chúng tôi. Xin nhắc lại một lần nữa, mong quý vị mỗi người một ngày có thể là vào được một lần để mà click vô cái đó để mà ủng hộ cho SBTN. Xin cảm ơn quý vị và xin chào Mai Phi Long. Xin chào Nội Dũng, xin kính chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN. Ngày hôm qua là chúng tôi là bị bất ngờ rất là nhiều chuyện. Lúc đầu thì thông báo rằng là sẽ có ký cái dự luật mà cứu nguy kinh tế trị giá 1.900 tỷ Mỹ Kim vào ngày thứ sáu, rồi sau đó lùi lại qua ngày thứ năm, rồi qua lại ngày thứ sáu. Rốt cuộc ngày hôm qua là thứ năm, đã Tổng thống Joe Biden đã ký cái dự luật trị giá 1.900 tỷ này. Thì điều này là rất rất nhiều người cảm thấy rằng là nhẹ nhàng và chờ đợi cái số tiền 1.400 cho mỗi một người. Thì trong cái chuyện ký ngày hôm qua có điều gì mà chúng ta cần nhắc đến thưa anh? Có nhiều thứ chắc quý vị cũng đã biết rồi. Trước hết là ngày hôm qua phải nói rằng là cái gì, không biết vì lý do gì Tòa Bạch Ốc đổi cái ngày ký trước một ngày. Ông Joe Biden đã ký trước một ngày. Có lẽ là do cái sức ép của bà con trong cái vấn đề tiền bạc, bởi vì nếu mà để hôm nay mà ký thì sẽ chậm đi một ngày. Thành ra ngày hôm qua ông Biden đã ký, và quý vị coi cái cảnh ông ký sau đây rất là đơn giản. Percentage of the American people, Democrats, Independents, or Republican friends, have made it clear, the people out there made it clear they strongly support the American Rescue Plan. Yesterday, with the final passage of the plan in the House of Representatives, their voices were heard and reflected in everything we have in this bill. And I believe this is, and most people I think do as well, this historic legislation is about rebuilding the backbone of this country and giving people in this nation, working people, middle-class folks, people who built the country, a fighting chance. That's what the essence of it is. And I'm going to have a lot more to say about that tonight in the next couple of days and be able to take your questions. But in the meantime, what I'm going to do is sign this bill and make the presentation tonight, and then there's going to be plenty of opportunities. We're going to be on the road, not only talking about what I'm talking about tonight is the impact on the virus and how we're going to end this pandemic, and we're going to talk at all the elements of the bill beginning on Friday and Saturday and through the week. So thank you for being here. Thank you all. Appreciate it. Quý vị thấy đó, ngày hôm qua tôi nghe rất nhiều người chê trách, thậm chí là chửi ông Biden luôn. Buồn ngủ, đúng là Sleepy Joe. Tất cả từ lúc ông bước ra cho tới lúc ông nói và ông ký đi vào, chỉ khoảng một phút mà thôi. Khoảng một phút mà thôi. Mà cái tầm bậy của Biden ngày hôm qua bị nhiều người gọi là chê trách, không có dơ lên cho người ta coi. Nói ít quá mà không có dơ lên cho người ta coi. Thường thường ký xong phải dơ lên coi chữ ký có đúng hay không. Mà bây giờ nhiều người còn nghĩ là ông Biden giả nữa. Nhưng mà tiền là tiền thiệt. Đó, những ai mà nghĩ là tiền giả, chữ ký giả, ông Biden giả, tôi nghĩ là không nên lãnh số tiền này. Tôi nói thẳng là như vậy. Quý vị thấy không? Con người ta rất đơn giản, không có nói nhiều, không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu. Vài câu thông báo, lát tôi nói cái gì gì. Và đây, cái quan trọng đấy, đây, cái hành động này của tôi sẽ phục hồi lại cái gọi mà là cái nền, cái xương sống của nền kinh tế. Và đây là trọng tâm của cái đạo luật này. Ký xong, không có nhiều viết. Rồi, cảm ơn, đứng dậy đi vô.
hỏi cũng không có trả lời luôn. Rất đơn giản như thế. Chứ không phải là quay qua quay lại mà dơ coi. Cái là tôi nói thiệt quý vị, mà tính là mấy chục cái mà Security Order mà trước đây ông ký mà gọi là dơ lên mà cho coi không, tôi thấy chắc cũng phải là mấy ngày, bởi vì sao bảo là ông ký nhiều hơn cái vị tiền nhiệm của ông. Thì cái đó là cái mà chúng ta để ý rằng là một con người khô khan, một con người chán ngấy. Đúng là ship video, bởi vì ngày hôm qua có người bảo ông phải ký lẹ, ông ngủ tiếp. Ừ, ngủ tiếp là ông này lúc nào cũng buồn ngủ. Thôi ông cứ ngủ đi mà miễn có tiền cho bà con là được rồi, còn hơn ông nói nhiều quá mà không có tiền. Đó, đó là quan trọng, không những không có tiền mà có người chết nữa. Đó. Thì cái dự luật này xin nhắc lại quý vị, nó bao gồm những gì trong đó. Mỗi người có 1.400, nếu quý vị làm không quá 75.000 đô la một năm, mà nếu quý vị làm tới 80.000 là coi như không có đồng nào luôn. Tức là trên 75.000 thì giảm bớt đi. Đó. Thì một cặp vợ chồng 150.000 đô la là tối đa, còn đến 160.000 là không có. À. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, những người nào đang hưởng trợ cấp thất nghiệp 300 một tuần thì sẽ được tiếp tục cho đến tháng 9. Điểm thứ ba, những người nào có con nhỏ dưới 5 tuổi thì được tax credit 3.600 một đứa, vị chi là khoảng 300 đô một tháng trong một năm. Những người nào có con trên 5 tuổi và tới 17 tuổi thì là tax credit là 3.000 một đứa, vị chi khoảng 250 một tháng. Đó là ba cái khoản mà trực tiếp đi vào người dân, đúng không? Cái điểm đặc biệt kỳ này nữa là trong cái người, những người mà cái vị khai thuế đó, không cần biết bao nhiêu tuổi, miễn chưa tắt thở là cứ mỗi người 1.400, đúng không? Cứ mỗi người 1.400 mới có cất tức khóc chào đời là có 1.400 luôn. Nhưng những ai sinh năm 2020, có con sinh năm 2020 thì bây giờ phải lo khai thuế liền thì biết được tính vô. Còn nếu sinh 2020 mà chưa khai thuế, họ tính 2019 thì là không có cái đứa đó. À, đó có trường hợp nó xảy ra. Tôi không biết sau này họ có gọi là lấy lại được không, ông anh có biết chuyện đó không? Tôi không biết chuyện đó. À, thì cái đó chắc quý vị hỏi mấy người khai thuế, vì tôi nghe có số trường hợp là có thể cái năm sau mình khai lại cái đứa đó là lấy lại được. Đó là tôi nghe nói thôi, chắc chắn nên hỏi cái người khai thuế cho mình, đúng không? Đó là về cá nhân. Còn về tiểu bang với các thứ này kia thì quý vị biết rồi, 350 tỷ cho các chính quyền tiểu bang và địa phương. Đó. Rồi trong đó có 130 tỷ cho trường học, rồi đâu mấy tỷ, mấy chục tỷ cho doanh nghiệp nhỏ, rồi mười mấy tỷ cho hàng không, rồi cho đủ thứ, nói chung là nhiều lắm. Nói chung là trong 1.900 tỷ này, thì kỳ này anh biết trong các tiểu bang nào thắng lớn không? Tiểu bang Cali chắc. Dạ. Đông dân nhất. Đông dân nhất. Không phải là đương nhiên là đông dân, tính cộng trừ nhân chia tất cả các thứ đó, bởi vì tính cho theo đầu người. Anh nghe không? 85% dân số của Mỹ sẽ được mỗi người 1.400. Thì anh nào đông dân anh đã hưởng, mà cũng đúng thôi. Tính cộng trừ nhân chia hết tất cả lại là các khoản đó, California sẽ có khoảng 150 tỷ đô la. Tức là gần 1/10 của 1.900 tỷ, có đúng không? Mà như vậy vẫn là còn ít. Là bởi vì dân số Mỹ là khoảng 330-350 triệu, mà dân California không là 40 triệu rồi. À, chắc có người bảo có dân viên lậu đó. Lậu cũng trả thuế vậy. Chuyện đó là chuyện khác. Đây là gì? Không cần biết anh là anh còn đang thở nước Mỹ. À, đứng trong nước Mỹ. Phải đứng hai chân trong nước Mỹ. Bất kỳ nơi đâu anh đều có tiền. À, không tiền này tiền kia. Đó là bởi vì anh cũng phải đóng thuế. À, trừ khi anh khâu cái miệng anh lại. Không, không được. Phải tắt thở mới được. Khâu miệng nó vẫn đi ra chỗ khác. Vẫn tính là nó là vẫn phải có đường ống cống này kia, chất thải nó ra, phải không? Nó cũng vẫn là tính là có chi tiền của chính phủ trong đó. Không được. Đó. Thành ra là đó là những cái khoản mà chúng ta để ý nó quan trọng như vậy. Và anh còn muốn nói thêm gì chuyện này không? Cho qua cái chuyện khác. Hả? Còn anh? Dạ, xin mời. Trời ơi, tiền mà anh. Xin mời. Anh có nói là mọi người chừng nào được có thể được tiền chưa? Đây nó có, tôi có người báo đây đi. Xin mời anh. Thì ngày hôm qua bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc có trả lời chừng nào chúng ta có thể có tiền. Xin ban kỹ thuật cho xem mà laptop của tôi. Clarity
as he prepares to address the country. And I have one more exciting implementation update for all of you. Since the Treasury Department, Department of Treasury and the IRS are working hard to get relief payments out the door as fast as possible to the American people, people can expect to start seeing direct deposits hit their bank accounts as early as this weekend. Ooh. Wow. Chúng ta có thể lãnh cái số tiền này sớm nhất vào cái cuối tuần này. Hôm nay đã là thứ sáu thì có thể là hôm nay, có thể là ngày mai hoặc là ngày chủ nhật thì những người được là đi được là deposit trực tiếp vào cái ngân khoản của mình. Và chắc quý vị nào mà ngày trước mà trong hai đợt trước mà được Bộ Tài chính gửi thẳng tiền vào cái ngân hàng của quý vị thì có lẽ lần này sẽ cũng như vậy. Và theo lời thông báo mà chúng ta vừa mới được nghe thì sớm nhất có thể là cuối tuần này là tất cả mọi người chúng ta, không phải tất cả mọi người, một số người sẽ nhận được. Nhưng mà có một câu hỏi cho anh Dũng. Anh khoan á, hôm nay chưa tới cuối tuần. Thì tôi nói là có thể hôm weekend thứ sáu. Ngày mai. Nhiều người hồi hộp là thứ sáu có là weekend thì sao? 1 giờ khuya ngày hôm nay, 12 giờ 0 phút, 12 giờ 01 phút mới tính gọi là cuối tuần. Thì anh nói vậy hơi lộn xộn, anh bảo là hầu hết. Tất cả những ai đủ tiêu chuẩn. Tất cả những ai đủ tiêu chuẩn. Ý của tôi muốn nói là có một số người okay, không được, lãnh hả? Không, không phải. Khoan, chuyện đó chuyện khác. Một số người thì có cái tài khoản trực tiếp với IRS. Không thì đấy thì một số người nhận check thì sao? Không, bởi vì tôi nói là một số người nào mà nhận trực tiếp thì có thể cuối tuần này được. Bây giờ tất lỡ cả có một những ai mà sợ mà gọi là có deposit account mà khi mà khai thuế đó. Yes. Khi mà khai thuế đó mà đủ tiêu chuẩn đó thì có thể 12 giờ 0 phút 01 phút đêm nay tiền nó chạy vô. Đó. Yes. Rồi có một số người họ nói rằng là tôi không có chấp nhận một ông tổng thống buồn ngủ là tổng thống của tôi. Mà lỡ tiền nó đi vào account của tôi trả lại được không? Tôi không muốn. Có chuyện đó không? Không trả lại được, tại tiền nó vô rồi anh không trả lại được. Cái tốt nhất là anh nên là lấy ra và đưa cho các tổ chức từ thiện. Đó là điều có thể làm được. Đó là điều có thể. Nhưng mà quý vị biết là cái đạo luật này khi mà được ở Hạ viện và Thượng viện thông qua đó, không có một vị dân cử Cộng hòa nào ủng hộ. Vì sao nó như vậy? Chúng tôi sẽ giải thích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN.